chiều 25 tháng 4, người thân, chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân trong thôn Gò Cáo, xã Thủy Phương Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tổ chức tang lễ cho cháu Nguyễn Huy Trở. 2011, bị bác rẻ là Vũ Huy Toàn 1978, trú tại thôn 4, xã Thủy Phương Tiên, sát hại vào chiều 24 tháng 4. Dáng vẻ gầy gò, thất thểu trước sự ra đi quá đột ngột của cháu trai, ông Nguyễn Văn Thất 70 tuổi, ông ngoại cháu Trở, nói với phóng viên rằng sự việc xảy đến với gia đình là quá bất ngờ và đau đớn. Toàn lấy con gái thứ hai của vợ chồng tôi, mặc dù đều là con, cháu trong nhà nhưng hành động của nó là không thể chấp nhận được, đau xót quá. Ông chia sẻ. Lễ tiễn đưa cháu Trở về nơi an nghỉ diễn ra vào chiều 25 tháng 4. Nhận xét về gã con rẻ vừa gây ra vụ án đau lòng, ông nói, quá trình sinh sống với xã hội Toàn là người rất tốt và khéo léo. Tuy nhiên ở gia đình hắn lại thường xuyên đánh vợ, chửi con. Thậm chí, Toàn còn nhiều lần đánh vợ đến ngất xỉu và có lần cầm dao chém vợ suýt mất mạng. Ông cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, Toàn và vợ có mâu thuẫn xích mới nhau về việc chi tiêu trong gia đình. Mấy hôm nay vợ chồng nó xảy ra mâu thuẫn vì thằng Toàn đi đóng bộ bàn ghế về nhà nhưng chưa có tiền trả. Ai ngờ nó mâu thuẫn, bực bội với vợ lại ra tay sát hại đứa cháu tội nghiệp. Ông Thất nói. Người thân xót xa trước cái chết thảm của cháu Trở. Bà Loan cô họ cháu Nguyễn Hướng Trở chia sẻ, vào chiều 24 tháng 4, khi mọi người đang đi tìm cháu Trở, thì có vài người nói thấy Toàn dẫn Trở vào khu vực vườn nhà ông này. Lúc sau ông ta đi ra cánh đồng ngô nhưng chỉ có một mình. Tin liên quan. Giết bé trai 8 tuổi giấu xác trong bao. Nghi phạm còn mời bố cháu bé ăn ngô khi đang đi tìm con bác rẻ sát hại cháu trai 8 tuổi phi tang trong bao tải ở Hà Nội khai dị. Vụ bác rẻ sát hại cháu trai, thi thể trong chiếc bao tải buộc kín bị vùi lấp bởi đất đá. Sau thông tin này, bà Loan và cùng một số người đã nhiều lần vào nhà, vườn của gia đình Toàn để tìm kiếm nhưng không thấy có tung tích gì của cháu Trở. Thậm chí, một số người cũng đã tới khu đống vật liệu xây dựng cũ và rác thải để bới tỉ nhưng không thấy gì. Đến sáng hôm sau, lực lượng công an đến đúng chỗ hôm trước mà nhiều người đã bới tỉ thì tìm thấy thi thể cháu Trở trong bao tải buộc kín. Theo điều tra của công an, Toàn khai nhận vào khoảng hơn 13 giờ ngày 24 tháng 4, trong lúc con gái đang chở Trở đi học thì đối tượng bảo để hắn chở cháu Trở đi học tiếp. Sau đó, Toàn đã đưa cháu Trở về nhà có địa chỉ tại thôn 4, xã Thủy Phương Tiên, và dùng sẹo đánh 4-5 nhát vào đầu cháu bé, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, y cho thi thể bé trai vào bao tải và mang ra chôn vùi dưới đống gạch trong vườn nhà. Trở. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án, Toàn khai rằng giữa hắn và bố mẹ cháu Trở có mâu thuẫn, xích mích nên tức giận và ra tay sát hại cháu bé. Khu vực phát hiện thi thể cháu Trở và ông Thất kể về lần con rẻ chém vợ suýt chết,